nghệ sĩ như sau: nghệ sĩ Lăng Ba trong gia Phàm Lê Quê, nghệ sĩ Thanh Sơn nhóm chuồng chuồng giấy trong gia Thần Nữ, nghệ sĩ Hoàng Nghi trong gia Tiếp Ứng Luôn, nghệ sĩ Hồ Nhật trong gia Tần Đậu Nhị Tướng Quân.
thân nữa. Nghe dễ thương. Xin lỗi. Ở trên núi nó vậy đó. Dạ. Phụng hòa sơn thần nữ, độc cước nữ sơn dương, thượng tiết lan phục hạ trước công môn, chúc quyền xoài bước như bà.
mai chào nơi đây chẳng muốn tan thành ngày bao con quý tiêu thần thank you.
Dạ. Hồng đến đây để dân ngũ linh kỳ cứu mạng chồng. Ngũ linh kỳ nó ra làm sao vậy thần? Dạ, nó đây. Hồng nữ, nếu ta không nhận ngũ linh kỳ, tha mạng chết chốn luôn, kết tình cho đôi trẻ. Nàng đứng liễu như dạ thưa mẹ, con sẽ dùng sức nữ nhi kết hợp cùng chồng con cố nguy cho đường quốc vậy à. Còn nếu không nhận ngũ linh kỳ mà không tha tội chết chương luôn, đuổi nàng trở về núi Phụng Hoàng thì nàng như ha. Nếu như Nguyên Dung đã hẹp hòi không chỉ tình, thần nữ sẽ ra sức nữ nhi đó phá pháp được cho Nguyên Dung biết pháp lâu thân tình. Cả gan thai, con nữ quả trái